Giờ vào đầu giờ chiều và còn tiếp tục lên cưa tiếp tục nha cả nhà. Chiều thì có trời có xanh xanh cũng đỡ rồi chút. Như hồi trưa toàn là mây trắng mà toàn quay nó hơi tối. Đấy ba con kéo phụ lên mà chứ đừng. Kéo kéo ý là ba con kích dây đó phụ lên á. Thì bắt đầu đi dây lên cả nhà. Điện thoại luôn. Cái này thì ba cái đồng sẽ leo phụ với chú đường nha cái nhà. Chú đường thì nắm kéo lên được nhiều kéo, ba cái đồng thì bước lên công viên kia đang chạy xuống. Leo về là đi đôi cộng dây mà đi gấp đôi. Đầu lún dây vậy nặng rồi đó. Từ từ gãy xuống đường. Dễ vậy. Gãy nhánh, gãy nhánh. Tiếc quá gãy á. Mới nói trời sáng sáng giờ mây trắng kéo lại nữa cả nhà. Chắc là leo cái này là gấp đôi sợi dây kia luôn. Cái chiều dài gấp đôi đó cả nhà. Đó sao nghe đó chứ được. Đừng tới đôi đám đuối. Con dây ba quấn chảnh về mở cái nao nút luôn. Gạt đất dây chứ đâu.
chứ đường cái toàn có cột sẵn cái chai nước cho ba cái toàn chai nước chút xíu à. Nghe cái mắt nói nè, nên chắc ba cái đồng cột treo lóng rồi cả nhà. Nên nó đang về qua cái nóc của ngôi chùa nè. Để cho nằm ngang đóng trà để cho một chút nữa ba của hoa cưa kéo vô nhà chùa gác cái lóng ngang để một chút nữa cưa mấy cái lóng trên nó gớt xuống. Có mấy phần trà này thì cũng ít rồi. À, cái lóng đó thì ba của hoa chỉ kê ngay cái thềm đá thềm gạch thêm gạch ở phía dưới thì có lót mấy cái lóng rồi, giờ trên lót mấy cái thêm cái lóng dài nữa. Sớm giờ phải được về đó.
chùm lên mai tới quý luôn rồi. Cái nhánh mai thì không sao cả nhà, nó dẻo lắm, nó không có gãy được.
làm mấy cười vậy nó gích quá thì gích rồi cả nhà, bị dính mũ á. Ba con lấy cái cây đẩy mũ ra bớt trời mũ. Ồ trắng cái làm luôn. Ôi ba có thằng xả xuống cho chú đường của toàn cạo bớt mũ rồi cả nhà. Lóng nó muốn đứt rồi cho chú đường. Tránh tránh á. Còn chút xíu nữa cũng phải xả cái máy xuống nữa cả nhà. Đường của Tần mới lao cái làm cái cưa và đã truyền lên cho ba cái Tần luôn rồi cả nhà, để tiếp tục cắt mặt cưa này. Ô nó nhảy kìa kìa, để nó cắm cái đầu xuống trước á cả nhà. To luôn cả nhà. Nguyên nhánh bự luôn.
tay giơ tay số 1. Ba có thằng tính cắt nguyên cái đọt bự nữa vậy cả nhà. Lòn qua cái mai trước đi chứ đường để đi Dương. Ba có thằng giờ cưa nguyên mạch lớn luôn á cả nhà. Cùng dây lớn này cho chú đường giật cái phần gốc ra chút xíu. Nguyên nhánh to này luôn nè. Quá đẹp luôn cả nhà. Quá bự. Rồi giờ còn lại hai nhánh bên kia. Giờ còn lại hai cái nhánh phía bên kia cả nhà, một nhánh lên nhưng mà chia hai nhánh nữa. Nhưng mà giờ bác đồng sẽ leo xuống. Cách
chắc là nghỉ mệt cái nghỉ cho phải khỏe rồi lên làm lại làm tiếp á cả nhà. Trong thời gian ba có tuần nghỉ giải lao á cả nhà thì chú đường có tuần sẽ cắt tỉa mấy cái nhánh này cho gọn lại. Giờ tuần sẽ quay cái mặt cây lớn này cho cả nhà xem nha. Đây là cái nhà. Hai tấc máy luôn á. Tổng giá mình xác thì anh xác vô nó dính mũ cả nhà. Lóng dưới này bự dữ nè, bự nhất nè. Ô, có kiến gì trong này nè cả nhà ơi. Kiến gì nó bò quá trời đây nè. Ô, nó mọc rễ trong đây luôn. Còn 4 tấc máy, 5 tấc thôi. 5 tấc mà. Cái này rễ nó mọc ra nè cả nhà. Trong cái bọng nó ra. Chẳng đặng nó chám lỗ lại gì á. Chám lỗ bọng lại. Kìa từ trên đó kìa. Chắc là rễ đâu từ trên đó mọc xuống á. Không lỗ luôn. Kiến nghiện nhiều. Nắng nó chui vô hết rồi. À, nó bò sơ sơ ngoài vậy là cái nhà biết rồi nè. Nó đeo vô cổ nó trắng luôn đó. Cây này tao không biết bao nhiêu tuổi rồi. Rong mọc rồi nè cả nhà. Đây là kiến nghiện nè. Bò lớp lớp luôn. Giờ bà các bạn tiếp tục lên cưa hai nhánh còn lại nha cả nhà. Giờ thì không có treo nhánh nữa. Ba có cần cắt và dịnh tay quăng xuống. Cố tình chừa cái nhánh nó lại để leo lên lên xuống đó kìa. Cái thân này giờ nó to quá cả nhà, nên là ba có thằng sẽ lấy thêm một sợi dây chọi lên nạn trên, đu dây điện từ lên. Chưa ôm tay, ôm miếng giáp.
cánh này hiện tại thì bác cái đồng đang thấy nó ve vô cây nguyệt quế á cả nhà. Bác cái đồng cột chơi nhánh lên nè, nguyệt quế bên dưới này nè, đó cái gốc cũng rất là to luôn. Chứ đường cái thằng quấn vô gốc mai này thôi, nhổ gốc mai lên luôn á cả nhà. Thôi nhổ thì nó không nhổ nhưng mà chóc cái dao quá. Đâu có dây đâu kéo. Xuống mạnh luôn cho nó ra lộn mèo luôn, chứ đừng xuống luôn, xuống luôn. Liền 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 luôn cho nó lộn cái luôn. Xuống. Cái lóng này nè cả nhà, ba cái thằng còn cái đầu dây trên á, bây giờ tưởng tượng là ba cái thằng cắt giật cho nó bay xuống luôn, mà ai ngờ giờ treo dây lại cả nhà. Rồi nó vô giữa luôn rồi. Nhánh về giờ nó thòng vô ngay giữa luôn rồi cả nhà. Giữa thân luôn. Ba cái tầng đang dạt cái mà cắt lại cho nó bằng lại. Rồi xúc sên luôn rồi. Xúc sên mấy cưa luôn rồi.
từ từ. Con treo toàn tay cái nhánh cho nó. Treo xuống cả nhà, tại nó ve vô như trong chính giữa thân á, nên ôm quăng ra không nổi. Những cái nhánh dựng đứng vừa nằm giữa âm thân nè, rất là khó treo nhánh xuống luôn cả nhà. Mỗi lần treo xuống là nó bị vướng nhánh ở dưới. Hả? Chưa, đang đạp xuống, dập lên dính nè. Nhé chứ đừng ơi. Chướng nạn bình lâm hết trơn rồi.
Chắc ngay nào xuống nó gớt nó dướng lên trên thân nó trơn cả nhà. Lo thanh lên luôn rồi cả nhà. 5:01. Quá trời mũ. Tiếp tục là ba cái thằng treo cái lóng này xuống. Chưa. Đây cả nhà, ba cái thằng chưa có máng dây vào cái nạn nữa. Giờ ba cái thằng nói là sẽ cưa cắt mở miệng sao mà cái cọng dây đó nó gài chúng xuống cái nạn dưới bên dưới này nè, là nó sẽ treo cái lóng lại. Nghe thì cũng khá nguy hiểm nha cả nhà. Rồi tổng mời các nhà cũng tiếp tục theo dõi xem cái phần này bác các bạn sẽ cưa như thế nào nha. Ghê quá cả nhà. Hên nó cũng vào được cái nạn dưới nè, không dây. Vậy là đã xong rồi đó cả nhà, giờ xuống cái nhánh này nữa. Ở trên, phần trên thì bao cái tầng đã cắt, vậy là xong rồi. Đã gà nhánh dưới quá trời, giờ mà các bạn phải xuống gỡ nè.
xuống cả nhà, đừng gỡ ra. Các bạn giờ cột thêm sợi dây để kéo cái lóng ra cả nhà, cho đừng bị vướng nhánh nữa. Rồi chú ơi, để kéo mấy cái nạn ra. Nãy ba có tuần cùng với chú đường đó cả nhà, cũng đã tháo mấy cái nhánh mà nãy nó vướng lên cây lại, tháo xuống hết rồi. Vậy là xong rồi cả nhà. Cái này là ổn rồi đó. Ổn rồi vậy chứ cái đó con thâu xuống là 6 mét rồi đó. Vậy ha. Dạ dạ. Dạ ổn rồi cái dạ giờ xong rồi đó. Cái nữa nếu mà nó ra nữa cái con lên con hớp lại nữa. Vậy đó. Rồi, xong rồi. Chưa? Dạ xong rồi. Xong rồi. Dạ dạ dạ. Đúng rồi, tôi xiết cái ngọn cao. Cái này á, cái cao nữa rớt chứ nó sụm cái đó đó. Được không? Dạ nó sụm cái đó đó, nó bể. Tại vì nó à. Dưới nhắm dưới nó cạn cỡ tùm lum á. Cái gớt chú cái chúng cái nó dội á, cái nó vô cái hấp cái nó nguy hiểm lắm. Dạ dạ, có nữa nó ra được lại á, còn có con mấy cắt cái kêu kêu lưỡi qua đây gỡ nó kêu được. Dạ. Dạ. À, thầy bị lãng tai cái nhà nên ba có đồng nói chuyện hơi lớn tiếng. À, rồi nhưng mà khi nào rảnh chú qua cho hết còn nói. À dạ, hết sâu chú nữa ha. Dạ dạ dạ. Không có đi ra cái hốt dưới ở ngoài kia có cây bồ đề con làm cái nó ra lại không dạ 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 thầy không có đeo cái trợ thính cả nhà nên nghe không có rõ lắm. Dạ cũng đã xong rồi đó cả nhà ơi. Rồi xong rồi. Cái chỗ này á là phải không có nhân lực. Đúng theo phải có Phật tử rồi phụ á. Rồi phải có lính rồi theo. Bây giờ bữa nay có mình đường à. Rồi dây bên kia bên đây cũng có đó không à. Ví dụ nữa muốn khớp cũng á là phải treo 2-3 dây rồi. Một dây treo bên kia, dây treo bên đó. Rồi một cái kiệp vĩnh kéo ra nữa. Giống như ở chùa Phổ Phước ở mà huyện Vĩnh Cửu vậy đó. Bây giờ không có nhân lực. Ở ngoài đó tới 20 mấy người lực. Ờ cái này rồi, cái bơm ba, cái đọt nó xuống nữa là nó ngon lắm. Ờ cái này, nếu mà xuống trực tiếp đây á, nó sẽ thụng mấy gặp đó đó. Ờ bất công đó. Nó nặng dữ lắm, xuống một cái là nó xuống, nó cái lực xuống cả tấn vậy đó. Rồi, để nó cao thì nào cái vận tốc nó càng tăng. Rồi vậy là ba cái tổng cũng đã cưa tỉa cành xong cái cây bồ đề cả nhà. Vậy thôi tổng xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.